Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Và ngay sau đây xin gửi đến các bạn bản tin bóng đá trưa ngày hôm nay 23 tháng 10 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Hàng xóm dè chừng U17 Việt Nam, huấn luyện viên U17 Yemen tuyên bố lớn tiếng. Câu lạc bộ Thái Lan gây chấn động tại cúp C1 châu Á. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tiến cử sao trẻ cho đội tuyển quốc gia có thể khiến cho huấn luyện viên Kim Jae-sik phải suy nghĩ. Mời các bạn cùng đón nghe. Câu lạc bộ Thái Lan lại gây chấn động ở cúp C1 châu Á. Vừa qua, nhà đương kim vô địch Thái League là Buriram United đã bước vào loạt trận thứ 3 tại AFC Champions League Elite, hay còn gọi là cúp C1 châu Á. Họ tiếp đón đại diện đến từ Hàn Quốc, đội bóng hùng mạnh Pohang Steelers trên sân nhà. Ở vòng 2, Buriram đã thu về 4 điểm với một trận hòa và một trận thắng. Xét về vị thế thì Steelers được đánh giá cao hơn hẳn so với Buriram. Biết mình biết ta, Thidathon và các đồng đội đã cố gắng làm giảm nhịp độ tấn công của đối phương và chọn lối chơi rình rập, phòng ngự phản công. Steelers cũng có những cơ hội rất ngon ăn nhưng lại không thể thắng được thủ thành Neil Etheridge bên phía đội chủ nhà, và hiệp 1 khép lại với tỷ số 0 đều. Sang hiệp 2, Buriram United bất ngờ mở tỷ số. Sasalak đã có đường tạt bóng từ cánh trái để cho Bissoli băng cắt. Anh tạo ra điểm chạm vừa đủ để khiến cho quỹ đạo đường bóng trở nên khó khăn và bay vào lưới. Bị thủng lưới, Pohang Steelers nhanh chóng gia tăng sức ép lên khung thành của Buriram. Tuy nhiên thì đội chủ nhà giữ được sự tập trung và thi thoảng cũng có một vài pha đáp trả nguy hiểm. Chốt cuộc, đại diện của Thái Lan giữ lại 3 điểm trên sân nhà. Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của đội bóng này tại cúp C1 châu Á. Với 7 điểm sau 3 vòng đấu, Buriram tạm thời đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng. Vòng đấu tới đây, họ sẽ đến làm khách trên sân của đương kim á quân Yokohama Marinos của Nhật Bản. Ngoài Buriram, một đại diện khác từ Đông Nam Á là Johor Darul Takzim của Malaysia cũng thi đấu ở lượt thứ 2 của cúp C1 châu Á. Tuy nhiên, họ không thể tạo ra bất ngờ để thua Gwangju FC của Hàn Quốc với tỷ số 1-3. AFC Champions League Elite năm nay không thi đấu vòng bảng theo kiểu truyền thống. Theo đó thì mỗi khu vực miền Đông và miền Tây sẽ thi đấu riêng với 12 đội ở mỗi khu vực. 12 đội này sẽ cùng chung một bảng duy nhất. Các đội được bốc thăm 8 đối thủ của mình. Sau 8 lượt trận, 8 đội dẫn đầu sẽ vào vòng trong. Hàng xóm dè chừng U17 Việt Nam, huấn luyện viên U17 Yemen tuyên bố lớn tiếng. Quý vị và các bạn thân mến, như đã chuyển đến các bạn thì ngày hôm nay, trong khuôn khổ bảng Y của vòng loại giải U17 châu Á 2025 sẽ diễn ra. Trước trận ra quân, huấn luyện viên Roland đã đưa ra quyết định về nhân sự với 23 cầu thủ được lựa chọn. Theo đó thì 3 cầu thủ không có tên trong danh sách cuối cùng, bao gồm 23 cầu thủ như quy định của điều lệ giải là Thái Hiếu, Đức Nhật và Văn Phúc. Mặc dù là không được thi đấu tại vòng loại U17 châu Á 2025, nhưng 3 cầu thủ này vẫn tiếp tục ở lại tập luyện cùng với đội tuyển. Huấn luyện viên người Brazil cho biết là ông muốn tạo động lực và duy trì chương trình đào tạo dành cho các cầu thủ trẻ. Chúng tôi hướng đến mục tiêu chung để thể hiện tinh thần chiến đấu và sự đoàn kết. Bảng đấu của Việt Nam là không dễ dàng, các thử thách rất khó khăn nhưng đội tuyển sẽ thi đấu hết mình. Tôi cũng hy vọng là nhận được sự cổ vũ của người hâm mộ trên khán đài các trận đấu tới đây. Về phần mình thì trung vệ Lê Huy Việt Anh, đội trưởng U17 Việt Nam cũng bày tỏ quan điểm. Để chuẩn bị cho giải đấu, toàn đội đã có chuyến tập huấn ở Nhật Bản và tích lũy được nhiều kinh nghiệm thi đấu. Đến nay thì mặc dù là cường độ tập luyện và yêu cầu của thầy là khá cao, song toàn đội đều nỗ lực, cố gắng để hoàn thành thật tốt các yêu cầu về chuyên môn, kỹ chiến thuật. Trong những trận đấu quan trọng sắp tới, chúng tôi mong muốn có đông đảo cổ động viên đến tiếp lửa và đồng hành cùng đội tuyển. Vòng loại U17 châu Á 2025 dự kiến ban đầu có sự tham dự của 43 đội, được chia thành 10 bảng thi đấu gồm 7 bảng có 4 đội và 3 bảng có 5 đội. 10 đội đứng nhất và 5 đội đứng thứ nhì có thành tích xuất sắc nhất sẽ cùng chủ nhà Ả Rập Xút góp mặt ở vòng chung kết. Như đã nói thì do đội tuyển U17 Liban không tham dự vì lý do khách quan nên ở bảng H chỉ còn 3 đội bao gồm Lào, Malaysia và UAE. Điều này khiến cho việc tính điểm với các đội xếp nhì bảng là có biến động. Cụ thể với các bảng 4 đội như là Việt Nam của chúng ta, thành tích của đội nhì bảng với đội cuối cùng sẽ không được tính.
Còn đối với bảng 5 đội, thành tích của đội nhì với các đội xếp thứ 4 và thứ 5 trong bảng đấu sẽ không được xét đến. Trước thềm những trận đấu diễn ra tại bảng Y, phát biểu trước trận thì huấn luyện viên Samer Fan của Yemen cho biết: "Tôi muốn cảm ơn Liên đoàn bóng đá Việt Nam với sự tiếp đón nồng nhiệt. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng ở hai đợt tập huấn tại Oman và Jordan. Chúng tôi cũng đã có những trận giao hữu. Với những điều này, tôi hy vọng là toàn đội sẽ có thể giành vé đến vòng chung kết. Yemen đã chuẩn bị kỹ lưỡng về tinh thần thể lực. Mọi yếu tố đã được xem xét. Chúng tôi sẽ có chiến thuật tốt để nỗ lực giành vé đi tiếp." Đánh giá về tuyển Việt Nam thì huấn luyện viên của Yemen cho rằng: "Chúng tôi tôn trọng tất cả các đội, 4 đội ở bảng đấu này đều là ngang nhau và rất khó khăn. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để giành vé đi tiếp." Về khó khăn lớn nhất khi đến thi đấu ở Việt Nam, huấn luyện viên này cho rằng: "Khó khăn lớn nhất của chúng tôi đó là việc di chuyển. Chúng tôi phải di chuyển rất xa để đến Việt Nam. Chính bởi vậy mà tôi đã đến trước 3 ngày để nghỉ ngơi và có thời gian thích nghi với điều kiện ở Việt Nam." Về phần mình, huấn luyện viên của U17 Myanmar tỏ ra dè chừng sức mạnh của chủ nhà Việt Nam. Cụ thể thì trong buổi chia sẻ ngày hôm qua, huấn luyện viên Aung Do Myo cho rằng: "Của chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt cho giải đấu này. Tôi đã sẵn sàng, đã có chuyến tập huấn ở Qatar, hy vọng là có màn trình diễn tốt. Ở giải U16, tôi chỉ là trợ lý cho huấn luyện viên trưởng ở Nhật. Các cầu thủ chỉ là học sinh nên chúng tôi có kết quả không tốt. Sau giải Đông Nam Á, chúng tôi cũng đã có nhiều sự thay đổi về hệ thống lẫn con người và hy vọng là sẽ có kết quả tốt ở vòng loại U17 châu Á sắp tới đây. Tôi được biết Việt Nam tập huấn ở Trung Quốc và Nhật Bản, chắc chắn họ đã có sự chuẩn bị tốt. Tôi ấn tượng với trận thắng 1-0 của Việt Nam trước Nhật Bản và đánh giá cao chủ nhà." Các bạn thân mến, thực tế thì hồi cuối tháng 8, U16 Việt Nam từng đánh bại U16 Nhật Bản với tỷ số 1-0 để giành ngôi Á quân của giải U16 quốc tế Peace Cup diễn ra ở Trung Quốc nhờ bàn thắng duy nhất của Nguyễn Văn Bách. U16 Việt Nam khi đó chỉ kém đội vô địch là chủ nhà Trung Quốc ở chỉ số phụ. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đưa ra lời khuyên cho huấn luyện viên Kim Sang Sik. Vừa qua, câu lạc bộ Bình Dương đã có chiến thắng nghẹt thở trước Bình Định ở tại Cúp Quốc gia. Ở trận này, gương mặt chơi nổi bật nhất bên phía Bình Dương là tiền vệ trẻ Minh Khoa. Minh Khoa được bố trí chơi ở tại vị trí tiền vệ trung tâm. Anh phát huy tốt vai trò của mình, giúp cho đội bóng đối thủ kiểm soát trận đấu trong phần lớn thời gian và cũng tự mình đóng góp hai pha kiến tạo cho Tiến Linh và Thành Nhân ghi bàn. Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng của Bình Dương, ông Hoàng Anh Tuấn đã dành lời khen ngợi đến cậu học trò. Ông cho rằng là nếu Minh Khoa chăm chỉ hơn nữa thì một suất lên tuyển Việt Nam sẽ đến trong tương lai gần. Minh Khoa đã chơi nhiều giải đấu quốc tế và cậu ấy đang tiến bộ hàng ngày. Mùa giải năm ngoái, Minh Khoa được thi đấu thường xuyên dưới thời huấn luyện viên Lê Bình Đức. Nếu Khoa tập trung và cố gắng hơn nữa, tôi nghĩ rằng là cậu ấy sẽ góp mặt trên đội tuyển quốc gia trong tương lai không xa, ông Hoàng Anh Tuấn chia sẻ. Các bạn thân mến, Minh Khoa có lẽ là cái tên quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam, tuy nhiên thì ở các lứa trẻ. Anh sinh năm 2001, trưởng thành từ lớp đào tạo của Bình Dương và được đôn lên đội 1 vào năm 2020. Tuy nhiên thì sau một chấn thương nặng phải đến năm 2022 thì Minh Khoa mới được ra mắt đội bóng quê hương. Ở sự nghiệp quốc tế của Minh Khoa thì anh bắt đầu được triệu tập vào đội tuyển U23 tham dự Doha Cup 2023. Sau đó thì anh tham gia giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023, giải đấu mà anh cùng với chính ông Hoàng Anh Tuấn giành chức vô địch. Năm 2024, Minh Khoa góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam tham dự U23 châu Á. Lần này, Minh Khoa trở thành trụ cột của đội và cùng với Thái Sơn tạo thành cặp tiền vệ trung tâm ăn ý. Anh góp sức giúp cho toàn đội góp mặt ở tứ kết. Cá nhân Minh Khoa cũng đã ghi một bàn thắng trong trận đấu thứ hai với U23 Malaysia từ chấm phạt đền, giúp cho Việt Nam giành thắng lợi với tỷ số 2-0. Về tuyển Việt Nam của chúng ta thì cho đến trước ngày chốt danh sách dự AFF Cup 2024, cuộc cạnh tranh giành suất lên đội tuyển Việt Nam sẽ còn rất thú vị. Vừa qua, đội tuyển của chúng ta đã trải qua 3 đợt tập trung để thi đấu giao hữu cùng với huấn luyện viên Kim Sang Sik. Tròn 6 tháng quan sát bóng đá Việt Nam, huấn luyện học trò ông Kim Sang Sik dù là chưa định hình về chất lý nhưng đã có những cái tên ưu tiên để xây dựng bộ khung đội hình cho AFF Cup. Đó có thể kể ra như là Nguyễn Philip, Đặng Văn Lâm trong khu gỗ, các trung vệ Nguyễn Thành Trung, Quế Ngọc Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, dàn tiền vệ với Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng hay các tiền đạo Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn và Bùi Vĩ Hào.
Trong những cái tên kể trên, đa phần là các gương mặt cũ từ thời huấn luyện viên tiền nhiệm. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã thử nghiệm tân binh như là Lê Phạm Thành Long, Châu Ngọc Quang, Nguyễn Hai Long ở tuyến giữa, Tô Văn Vũ hậu vệ phải hay nhiều cầu thủ trẻ được giải cánh như là Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thái Sơn, Khuất Văn Khang, Bùi Vĩ Hào. Chưa nhiều cầu thủ để lại ấn tượng đậm nét. Tuy nhiên thì đây có khi lại là tín hiệu tích cực cho thấy là cuộc đua giành suất trên đội tuyển quốc gia vẫn mở rộng với tất cả các cầu thủ. Trong giai đoạn thử nghiệm kéo dài 3 đợt tập trung, ông Kim Sang-sik đã tìm được một số gương mặt ưng ý. Nhưng việc định hình bộ khung con người cho đội tuyển vẫn đang tiếp diễn và chưa có dấu hiệu ngã ngũ. Nhiều vị trí như là hậu vệ trái, tiền vệ trung tâm, tiền đạo đang thiếu nhân sự giỏi. Khi AFF Cup 2024 đã đến gần, trong tay ban huấn luyện là cơ bản chỉ còn hai lựa chọn, hoặc là chờ đợi dàn tuyển thủ hiện tại cải thiện về lối chơi, hoặc là mở rộng vùng tuyển chọn để đón thêm những gương mặt mới. Giao điểm của hai lựa chọn này đều là thúc đẩy học trò tiếp tục cố gắng. Những cầu thủ chưa được lên đội tuyển sẽ phải thêm động lực để tận hiến trong một tháng tới nhằm lọt vào mắt xanh của ông Kim Sang-sik. Còn những cầu thủ đang ở lằn ranh cạnh tranh vị trí phải giữ hoặc là cải thiện phong độ nếu muốn có suất chính. Đội tuyển sẽ tập trung trở lại tập huấn ở Hàn Quốc từ ngày 21 tháng 11. Sau chuyến đi đến Paju để rèn quân và đấu giao hữu, toàn đội sẽ bước vào chiến dịch AFF Cup, khởi đầu bằng cuộc đọ sức với Lào trên sân khách ngày 9 tháng 12. Như vậy, các cầu thủ chỉ còn khoảng một tháng nữa để ghi điểm với ông Kim Sang-sik. Quần quay tại V-League và hạng nhất sẽ vận hành đồng loạt trong một tháng tới, mang đến cho nhà cầm quân Hàn Quốc cái nhìn chuẩn hơn về năng lực của từng học trò. Huấn luyện viên Kim Sang-sik nhậm chức đúng thời điểm mà các giải chuyên nghiệp chuẩn bị hạ màn, để rồi thì bước qua 2 tháng liền bóng đá Việt Nam tạm nghỉ, dẫn đến khó khăn trong khâu xây dựng lực lượng và tìm kiếm nhân tố mới. Bởi vậy mà mỗi trận đấu ở tại V-League hay là hạng nhất vào lúc này đều đáng quý với cựu huấn luyện viên của Jeonbuk Hyundai Motors. Đây cũng là cơ sở để cho ông Kim Sang-sik có thể phiêu lưu hơn với những lựa chọn mới, thay vì phải bấu víu vào tấm chăn hẹp với những lựa chọn cũ kỹ và thiếu đột phá. Sẽ có những cái tên chờ đáp chuyến tàu cuối cùng đến AFF Cup, chẳng hạn như là Nguyễn Công Phượng, vừa qua thì anh đã ra mắt huấn luyện viên Kim Sang-sik với bàn thắng vào lưới câu lạc bộ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó 2 tiếng thì Phạm Tuấn Hải cũng đánh dấu sự trở lại với bàn thắng giúp cho Hà Nội FC hòa Công an Hà Nội ở phút 90+14. Bên cạnh đó gồm những tuyển thủ khác có thể kể ra như Trần Đình Trọng, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Vương, Châu Ngọc Quang. Họ chắc chắn sẽ phải tiếp tục nỗ lực cho những phần trăm cơ hội dù là nhỏ nhất để có mặt trong đội hình đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2024. Trong quá trình đi tìm cát đáy vàng của mình, vừa qua thì đã thấy một hành động lạ của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Cụ thể là thay vì dự khán trận derby thủ đô giữa Hà Nội FC và Công an Hà Nội thì ông Kim đã đến Bình Phước và một ngày sau đó là đến Thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi trực tiếp Công Phượng và Văn Lâm thi đấu. Và đây lý do không gì khác là đánh giá phong độ của bộ đôi tuyển thủ này. Thời gian vừa qua không ít người đánh giá việc là Công Phượng, Văn Lâm hay là Hoàng Đức cùng với Đinh Thanh Bình nhận lời thi đấu cho các đội hạng nhất thay vì là khoác áo một câu lạc bộ ở V-League nào đó, do họ thiếu khát khao, hết động lực thi đấu và chấp nhận đi lùi vì yếu tố kinh tế. Điều này là không tốt cho tuyển Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Nhận định đó có thể là không sai, nhưng có thể là ý kiến của thiểu số. Hơn nữa thì tự bản thân mỗi cầu thủ của họ như là Văn Lâm, Công Phượng, Hoàng Đức hay là Đinh Thanh Bình cảm thấy điều gì tốt cho bản thân và quan trọng là họ có toàn quyền quyết định những việc liên quan đến sự nghiệp của mình. Nếu nói một cầu thủ đó thiếu khát khao, hết động lực chỉ vì không thi đấu ở V-League mà lại xuống hạng nhất chơi bóng thì có lẽ chúng ta phải nhìn về quá khứ, đến ngay cả ở một siêu sao khu vực Đông Nam Á, thời điểm còn ở phong độ đỉnh cao như Kia Thế Sắc, còn từ Thái Lan lặn lội qua Việt Nam chơi bóng cho Hoàng Anh Trai, khi đó còn chưa lên hạng, đủ để chứng minh là không có gì là hoàn toàn hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người. Cơ bản thì về cầu thủ, họ có quyền quyết định chọn bến đỗ mới để thi đấu từ góc độ huấn luyện viên trưởng như ông Kim Sang-sik để xây dựng một tập thể đội tuyển Việt Nam đủ mạnh, hoàn thành được mục tiêu là lọt vào chung kết AFF Cup như VFF đã đưa ra, là không để bỏ sót tài năng. V-League hay hạng nhất, miễn là giải đấu có sự xuất hiện của những cầu thủ tài năng đạt phong độ cao thì ông Kim Sang-sik phải có trách nhiệm trực tiếp theo dõi họ thi đấu. Từ đó thì đánh giá xem là họ có đủ khả năng chơi cho đội tuyển quốc gia hay không. Không phải ngẫu nhiên mà ông Kim Sang-sik đến Đồng Xoài
rồi một ngày sau đó ngược về thành phố Hồ Chí Minh theo dõi hai trận đấu thuộc vòng loại cúp quốc gia với sự có mặt của 3 trên 4 câu lạc bộ hạng nhất. Điều này là khác với thói quen của ông thầy Ngàn Quốc từ khi còn ở quê nhà và nay nhận lời dẫn dắt tuyển Việt Nam. Rõ ràng ông Kim Sang-sik muốn xem khả năng chuyên môn của Công Phượng, người chỉ vừa mới trở về Việt Nam sau quãng thời gian đáng quên ở Nhật Bản. Hay như trường hợp của Văn Lâm, một người mà ông Kim đã ít nhiều biết rõ khi gọi tập trung đội tuyển Việt Nam trong dịp FIBA Days tháng 6, tháng 9 và cả tháng 10, nhưng vẫn cần phải đánh giá lại trước khi quyết định Điền Thiên Anh vào danh sách tham dự AFF Cup. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã không phải thất vọng khi lặn lội đường xa, thân trinh đi xem các tuyển thủ chơi bóng trong màu áo các câu lạc bộ hạng nhất. Công Phượng, như các bạn đã biết, là ghi bàn duy nhất mang về thắng lợi cùng tấm vé đi tiếp cho Trường Tư Bình Phước dù chỉ thi đấu 60 phút. Còn Văn Lâm, anh thậm chí còn ấn tượng hơn khi cản phá liên tiếp hai quả penalty đưa Phù Đổng Ninh Bình vượt qua đại diện của V-League là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh để tiến đến vòng 1/8 cúp quốc gia. Tất nhiên thì đưa cầu thủ thuộc dạng tiềm năng vào tầm ngắm, điền tên họ vào danh sách tập trung rồi tuyển dụng họ ra sao, mọi thứ vẫn còn nằm trong toan tính của ông Kim. Nhưng động thái theo dõi đội bóng hạng nhất thi đấu thì đúng là một dịp hiếm, nếu không muốn là chuyện lạ với một huấn luyện viên trưởng một đội tuyển quốc gia nhiều Kim Sang-sik. Văn Lâm, Công Phượng, Hoàng Đức chịu áp lực và chính ông Kim Sang-sik cũng đang chịu áp lực. Nhưng cuối cùng họ đều đã và đang làm những gì tốt nhất cho đội bóng và cho chính bản thân mình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.